Hello everybody, welcome to our class today. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 4, chào mừng các em đến với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will learn unit 11, what time is it? Lesson 3. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn lại những gì chúng ta đã được học ở lesson 2 nhé. Okay, now look at this picture. So how do you ask? Vậy nhìn vào bức tranh này để hỏi về thời gian bạn thức dậy, chúng ta sẽ hỏi như thế nào? What time do you get up? And how do you answer? Look at this clock. How do you answer? I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Alright. Next one. How do you ask? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? And I have breakfast at 6:30. I have breakfast at 6:30. Okay? Next picture. So how do you ask? What time do you have dinner? What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. I have dinner at 7 o'clock. And the last picture. How do you ask? What time do you go to bed? I go to bed at 9 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. Ok? Như vậy, cô vừa giúp chúng ta ôn tập lại những gì mình đã được học ở lesson 2. And now let's move on our lesson today with pronunciation. Ok? Với phần này, chúng ta sẽ được luyện cách phát âm. Hai nguyên âm O đi với nhau sẽ được phát âm là U. U. Ok? So let's see. Cook, cook. Book, book. Noon, noon. And school, school. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với IC Books để luyện tập nhiều hơn về âm U. Ok. Let's go. Three. Lesson 3. 1. Listen and repeat. Ok, với hoạt động này chúng ta sẽ được nghe lại âm U mình vừa học. Các em hãy bấm vào âm, sau đó từ và câu để nghe và lặp lại nhé. U. Cook. My mother cooks at 6 o'clock. Book. Your book is on the table. Noon. I play football at noon. School. They have lunch at school. Okay, let's move on to activity 2. 2. Listen and write, then say aloud. Ở hoạt động này, các em sẽ lắng nghe và viết từ còn thiếu vào chỗ trống. Now let's listen and write. 1. Look! The book is red! So the book is red, alright? So we write book. 2. They usually read books at school. They usually read books at school, right? School. Number 3. My big brother can cook. My big brother can cook. Yes. And the last one. 4. The children usually play football at noon. At noon. Ok, sau khi đã hoàn thành, các em sẽ nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Well done. And now let's move on to activity 3. 3. Let's chant. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại mẫu câu mình đã học cũng như âm mình vừa học với bài chant What time do you go to school? Trước khi lắng nghe giai điệu của bài chant, hãy cùng cô đọc qua lời bài chant nhé. What time do you go to school? 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning. It's time for school.
What time do you have dinner? 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening is time for dinner. Okay? Bây giờ hãy cùng cô lắng nghe giai điệu của bài tranh. Now let's listen. 1, 2, 3, 4. What time do you go to school? 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning is time for school. What time do you have dinner? 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening is time for dinner. Như vậy các em đã nắm được giai điệu của bài Chan đúng không nào? Bây giờ hãy cùng lắng nghe lại và cùng Chan theo nhé. Now let's listen again and Chan. 1, 2, 3, 4. What time do you go to school? 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning is time for school. What time do you have dinner? 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening is time for dinner. And now let's move on to activity 4. 4. Read and complete. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ đọc một đoạn văn nói về một ngày của bạn Phong, sau đó hoàn thành những câu đã cho ở bên dưới. Bây giờ hãy cùng cô đọc qua đoạn văn viết về bạn Phong nhé. Phong studies at Nguyễn Du Primary School. Every day he gets up at 6:30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7:30 a.m. and finishes at 4:30 p.m. He goes home at 7 o'clock. He has dinner at 7:15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9:15. Okay? Ở đoạn văn này, các em lưu ý có thể thấy những động từ của chúng ta. He gets up. He goes to school. Vì chủ ngữ của mình là chủ ngữ he, vì vậy những động từ này đều được chia ở số ít bằng cách thêm s hay as. Ok. Một điểm lưu ý nữa là chúng ta thấy xuất hiện am và pm. Vậy chúng ta phân biệt cách sử dụng am và pm. Chúng ta sử dụng am để nói về khoảng thời gian buổi sáng, nghĩa là từ 0 giờ cho tới 12 giờ. Và chúng ta sử dụng pm để nói về khoảng thời gian buổi chiều, từ 12 giờ cho đến 0 giờ. Ok. Như vậy chúng ta vừa phân tích đoạn văn nói về bạn Phong. Một ngày của bạn Phong gồm những hoạt động nào? Get up, go to school, goes home, has dinner, do homework, listen to music và goes to bed. Alright. Vậy bây giờ sẽ cùng cô làm bài tập này các em nhé. Number one, Phong goes to school at. Vậy chúng ta sẽ kiếm cộng từ goes to school. He goes to school at 7 a.m. Alright, so we write 7 a.m. He goes home at. He goes home at 5 o'clock. 5 o'clock. Okay. At 7:15, vậy chúng ta sẽ cùng xem at 7:15 thì anh ấy làm gì. Now 7:15, so he has dinner. Vậy chúng ta sẽ viết vào đấy he has dinner. Và 9:15, he goes to bed. Như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta thực hiện bài tập này. Vậy các em sẽ tự mình thực hiện những câu còn lại, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Cô chúc các em sẽ hoàn thành thật tốt bài tập này. And now let's move on activity 5. Let's write. Ở hoạt động này, các em sẽ được củng cố kỹ năng viết. Bằng cách dựa vào những picture này, các em sẽ viết một đoạn văn tương tự như đoạn văn của bạn Phong ở bài tập 4.
Nhưng lần này chúng ta viết về bạn Linda. Ok, vậy trước hết hãy cùng xem qua các activity cũng như thời gian. First one, get up. So what time? 6 o'clock. The next picture, she has breakfast. All right. And what time? 6:45. Picture number 3, she goes to school. And this is 7 o'clock. Next picture, watch TV and 8:30. And the last one, go to bed at 9:15. Ok, như vậy chúng ta vừa phân tích qua các hoạt động của bạn Linda cũng như thời gian bạn thực hiện các hoạt động đó. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết đoạn văn về bạn Linda nhé. Linda gets up at 6 o'clock. She has breakfast. Động từ have breakfast khi chúng ta chia với chủ ngữ là she, chúng ta sử dụng has. She has breakfast at 7. Oh no, at 6:45. Các em lưu ý sử dụng dấu gạch nối khi chúng ta muốn nói số có hai từ. 45. Okay. Next one, she goes to school at 7. All right. Động từ watch TV. Các em lưu ý động từ watch TV khi chúng ta chia với chủ ngữ là she, chúng ta thêm ES. So she watches TV at 8:30. Okay. And the last one, she goes to bed at 9:15. Okay. Như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta cách chia những động từ have breakfast, go to school, watch TV and go to bed với chủ ngữ là she. Các em sẽ tự mình thực hiện lại hoạt động này, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now let's move on to the last activity. 6. Project. Ở hoạt động cuối cùng này chúng ta sẽ làm một project, là một thời gian biểu cho những hoạt động của mình. Vậy vào ở cột thứ nhất chúng ta có thể thấy đây là các buổi trong ngày, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ở cột thứ hai chúng ta sẽ viết các activity của mình. For example, in the morning chúng ta sẽ làm gì? Get up. Okay, what else? Have breakfast. Ở cột số 3 chúng ta sẽ viết thời gian mình thực hiện những hoạt động này. For example, I get up at 6 a.m. and I have breakfast at 6:15. Ok, tương tự như vậy các em sẽ hoàn thành thời gian biểu của chính mình, sau đó nói cho các bạn nghe về thời gian biểu của mình. For example, my name is Mai. In the morning, I get up at 6 a.m. I have breakfast at 6:15. Ok, các em sẽ làm tương tự như vậy với buổi chiều và buổi tối. Cô vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện làm thời gian biểu và nói về thời gian biểu của chính mình. Để các em sẽ tự mình thực hiện hoạt động này với các bạn ở lớp nhé. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Về nhà, các em hãy nhớ luyện lại cách phát âm U và tìm các từ có chứa âm đó. Hãy làm lại các bài tập trong IC Books và chuẩn bị cho bài mới. Unit 12, Lesson 1. Ok, it's time to say goodbye. Bye bye.